Theo những người chứng kiến, ngọn lửa xuất phát từ một hộ dân ở tổ 2, thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, sau đó tiếp tục lan sang các nhà khác. Do được xây dựng chủ yếu từ gỗ, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát thiêu trụi toàn bộ 3 căn nhà cùng các vật dụng trong gia đình. Khi đám cháy bùng phát, mọi người trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài, nên rất may không có thiệt hại về người. Sau hơn 1 giờ đồng hồ chữa cháy, đến khoảng 5 giờ sáng nay, đám cháy đã được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Để ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình bị hỏa hoạn, Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần đã hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng.